là con nguyện Phật mới tám. Như là phép vui âm đa khen ngợi. Nguyện con cùng với vô vân tập. Lúc đó trong miệng nước quy có vô lượng vị đại với vương cùng với vô âm la. Nằm ra nó cũng trở ra lại cho có Đức Phật. Các vị với vương nói tên là ác độc với vương, đã ác với vương, đại chánh với vương, bạch hỏi với vương, hỏi với vương, xuất hỏi với vương, tái ngân với vương, vị phân với vương, điểm quay với vương, là nhà với vương, nằm hối với vương, hoạch với vương, chủ hợp với vương, chủ hợp với vương, chủ quốc với vương, chủ tài với vương, chủ hợp với vương, chủ xuất với vương, chủ cầm với vương, chủ hối với vương, chủ miệng với vương, chủ sản với vương, chủ mạng với vương, chủ tập với vương, chủ hiểm với vương, tâm một với vương, thứ một với vương, cũng một với vương, kỳ lạ hát vương, đại kỳ lạ hát vương, kỳ lạ sơ vương, đại kỳ lạ sơ vương, ai là cho vương, đại là cho vương, nhưng việc này với vương như thế mà bị còn biết, còn muốn biết cho mình thấy với vương, mà bị cái đó cũng chết được cũng chạy. Cái biển vương nó cùng với vương nhung la đang xuất xuất hành của Đức Phật cùng với là của người này thành ra Bồ Tát nên nằm đến cũng chạy ra lại đến một phía. Vương la bài Phật bây giờ vương la bài cùng Đức Phật bây giờ vương la người chúng ta phải cùng Đức Phật càng. Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị vi hằng nên xuất hành của Đức Phật gọi là của người này thành Bồ Tát bây giờ đến hỏi nó cũng chạy này ra lại này và cũng là vì chúng con đang phát lành vậy. Thì chúng con có chút việc nghi ngờ, nếu bạn hỏi Đức Thế Tôn, có tin Đức Thế Tôn thì bây giờ chúng con chỉ dạy cho Đức Phật bảo Vua Diêm La, cho phép hỏi là sẽ về ông mà dạy gõ Vua Diêm La, Đức Phật. Bây giờ Vua Diêm La chuyên người đến lễ Đức Thế Tôn và muốn lại người này thành Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật càng. Bạch Đức Thế Tôn quan sát người này thành Bồ Tát ở trong sáu đường. Cô có chúng sinh trong sáu đường có bất sinh phải thật khổ người không từng bạch nhập ngày này tại một tết đây có ngày này tại một tết có đã có hàng không sức hàng không phải các bạn được như thế vì sao mà những hiện chúng sinh mắc phải tơ báo vì sao mà những hiện chúng sinh bị đánh khỏi tơ báo không bao lâu là phải bị đập vãi đầu nữa ngày này tại một tết đây đã có hàng lực chiến thắng như vậy như thế. Tại vì cái sai chúng ta chứng nhận về đời này nó được giới thái mãi mãi. Có xin Thế Tôn thì có về đây cho chúng con. Phật giải sinh nhân Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng có sinh nhân có gì về đời tính tình cũng có chỉ có sửa. Ngày đây thành một tết đây chúng ta mình kiếp ra từng có vết chúng nó là cho sớm được giới thái. Những người bị đạo và những người bị tạo pháo cho nó bị đạo lợi ích lớn. Ngày đây thành một tết là sức phương tiện nhưng sự có các vật chiên. Là chúng sinh đó như biết những việc này trước. Những sinh nhân có gì về đời kết nghiệp ác và tai nạn. Tại vì chúng sinh có gì về đời kết nghiệp ác và tai nạn. Nhưng vừa phải đạo được và trái vào lại là nhờ cái ngày đây thành một tết phải trải qua nhiều sức. Nhờ số kiếp lo lắng đau hát để cứu độ cho chúng nó. Bây giờ có người muốn mất nhà mình để làm con đường hiểm, nhưng con đường hiểm mới có nhiều hướng về sau, còn số sẽ đứng đọc vòng cặp người bên này đường kia đi ở trong đường hiểm đó thì lấy ra sẽ bị hại. Có một vị trí hết theo nhiều pháp hoặc lạ có hai trường sẽ hại cho đến hai trường về sau. Các lỡ đọc chờ gặp người bên đường kia mình phải nói rằng ô hay nè ông kia ông có vay sự vào chỗ này, ông có gì sự mà vào chỗ này, không có hai pháp vật là gì có hai chữ có sự độc hại chăng. Người này đàn đó bỗng nghe là hỏi trên mới bèn mới gọi là con đường hiểm nạn, bèn này nó trả lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn. Vị hiện chất ấy năm tôi dắt những người này đó ra khỏi đường vị hiện chất ấy năm tôi dắt những người này đó ra khỏi đường hiểm nạn. Đến nay con đường tốt làm cho được ngõ bảo rằng này đường cái này sẽ chắc vào con đường hiếm nữa nữa hai bà con đường hiếm đó chắc phải đâu khó là khó đặng đã còn phải bị tốn đến mạng. Người cầm người là đường cũng sai lầm cấm chậm lúc từ biệt nhau về hiện chất là nhận thêm nên có gặp các quan người hân cùng với người đi đường một trai hay là gái hãy nên nó cho nên bảo cho họ biết con đường hãy bảo cho họ biết con này nó có sự sự hiểu này và đó phải tổn thất mạng ông chết cho họ đấy ông với họ thuộc vào chỗ chết cho nên họ thuộc vào chỗ chết vì hết ngày này tên Bồ Tát có sức từ bi vì hết ngày này tác đủ sức từ bi lớn có điều sao nó phải tội khổ có điều sao nó phải tội khổ muốn kiếm nó sanh lên có trời vào trong đời người hết lịch sử của sức tốt đẹp muốn sanh lên có trời vào trong đời người họ nói những sự vô sinh tốt đẹp những sinh mất phải đau khổ rồi biết sự vẫn có con đường ác nghiệp rồi chẳng 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 không nhờ chẳng còn lại nữa
Nhưng người ra đường kia lại vào con đường hiểm, gặp bị chết. Nhắn nhắc cho ra khỏi. Hãy không bao giờ còn, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp người khác lại bảo chết vào đường hiểm nặng ấy. Tại nói rằng mình là người lên đường đi, quên định đi lạc vào đó. Nên đã hết khỏi rồi. Chọn tránh còn trở vào đường nữa. Nếu còn trở vào đường hay là còn bị lầm. Chẳng biết nó là con đường cái nghiệp mà mình đã từng xa lại rồi. Nó phải mất mạng. Chúng ta xem đang có những vấn đề. Nhưng những lúc xem những lúc xem những xem này nhìn chung là sau này có những xem nào cái phần công nghiệp phải là bác đạo nghệ tại người tết một số phương tiện của bác chứ làm cho nó là cái thác. Xem là cái giải thoát. Xem mà có trời rồi cũng vẫn trở vào vẽ đâu nữa. Rồi cũng vẫn trở vào vẽ đâu nữa. Nếu như chúng nó bị đặt, nếu như chúng nó cái tiền ép quá nặng, thả mấy chỗ địa ngục. Không có lúc nào được thoát khỏi. Vĩ vương bạn nguyện bây giờ bắt đầu vĩ vương cái răng kính. Mà thân kính bạch mà đức cũng rất là càng bạch thế tôn nhưng con là hải biết vương số đông vô lượng ở trên coi vừa đời mà có bị làm đó cho người mà có bị làm tóc hai trăm người mỗi mai thì không trồng nhau nhưng vì nghiệp báo khiến người chúng con được hóa giới nhiều lợi ích đi qua xa nhà người sớm lại xa nhà người sớm lại chạy vừa buồn nhà trong đó như có người nam trong đó như có người trai cái gái nào cho được tu được chút bất lành cho đánh che một lá phai một bát khác chút hương chút hoa cũng được Phật còn bình thường Bồ Tát như thế Phật Bồ Tát đọc hoặc là tụng tông kinh dùng đốt hơn cũng dùng một bậc cây và câu kinh hiện tiểu vương chúng con cũng kính làm lễ người đó như có lễ cái đức Phật khảo bất cứ hiện tại có lúc bi lai chúng con cũng xây cái hàng tiểu quỷ có quy lực lớn cùng cái phần chết đã buộc rất ra đó để báo cho giữ gìn làm cho những còn không cho những việc chữ cũng sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiếm nghèo hình lành cho nên việc không tự ý đến gần chỗ cái nhà đó không là để cho phải chịu không là để vào cửa không là để vào cửa đức Phật khen đức Phật khen quý vương rằng hay hay tốt hay các ông có thể ủng hộ cái ông nam cùng hai nữ như thế để công trình cho các vị chập phong vương để hết hợp với các ông chúng mình dành hơn đó là xong cho pháp hỏi của một vị chúa mạng tên là có một vị đại biết vương tên là chúa mạng cũng cái tên mình cũng rất là càng mà đến hết tôm bảo một chuyện có con là cái bảo một tuổi học của người nhưng có sinh như vừa đời thì sinh nguyên tử con được có biết đó cái heo này bảo một con hãy có lẽ có lớn cho mọi người tại vì chúng sinh cũng có như vừa đời không hiểu cái con đến nỗi khi sinh khi tử không điều để ngón thư làm sao thế khi sinh nữa là kiên ác là người nhân có như vừa đời chúng sanh nở khi mới sanh nên lành bị phước lành người chúng có như bồ đề khi mới sanh không định là con trai hay con gái khi mới sanh ra nên là bị phước lành hãy giúp heo lá trên nhà cửa nên là bị phước lành giúp heo lá trên nhà cửa hãy hóa địa không mừng hãy hóa địa vô mừng không xiết ủng hộ các mẹ lan con người không biết có được lợi ích. Nếu như sau khi đã hạ sinh rồi chứ có phải cẩn thận chứ có giết hại để người lấy như vị tên ngon không có cho người xem món ăn và là nhóm hộp kiến hộp bằng hữu để ngủ ngụ hệt ca sang đằng sáu trở lại những vị trên đó có hai làm chân thì mẹ đứa con chẳng được ăn vui tại vì sao thế vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số lời quỷ dữ cùng một quá trình miễn mô hát thanh vì các con sống sai các vị hằng lên sách trận hô địa ở ngoài mẹ con người đó làm cho điều đó ăn vui làm cho điều đó như thế đó, làm cho điều đó ăn vui làm cho điều đó ăn vui làm cho điều đó ăn vui là rất lớn người đó
nó cảm thấy mình được an ổn. Hồi đó nãy nên làm cái này nó cũng hối đệ trái lại với hệ sinh vật như cùng nhóm học quý hụt, vì đó đó đã phạm tội rồi ác phải tự khỏi lấy tao và mới có điều tổn không chứ, nên là rất tốt là người trong quán vừa đời nó rất miệng chung, con cũng không nên là người này hay giữ, con cũng muốn cho họ không phải sao đâu bạn chúng biết đạo, không là những kẻ đó là những người đã gây tập có phước, không là những người đã tu tạo có phước lành giúp thêm lợi cho con. Nhưng có chứ bà để những người làm lành rất nguyện chung, còn có trăm nghìn quỷ thần phát đạo và khuyến yêu hành cha mẹ và nhắn làm có là người thân quyến hay nhớ cùng còn người chết làm cho đạo là phải chấm hết đạo. Không là không gì những kẻ có sự tiền đã sẵn tạo nghiệp ác nếu như tôn nhưng cho nên tưởng nguyên nhân có như vừa đời người làm chung không bị nó là đề dữ cho đến mắt người ta không còn thấy nghe gì hết. Hạng quyến nên về người đó mà tu tập rất lành, hạng quyến của người làm chung đó nên sắm sửa làm sao cũng dừng lớn chuyển đọc trong kinh cho đến niệm hiệu Phật Bồ Tát tạo ra những phước lành như thế thử có làm cho người chết đó đã khỏi cho bác đạo đừng lại ích lớn à, đã khỏi cho đạo cái hướng mơ quỷ thần thấy địa phương luôn tan cả hết. Bà thấy tôi còn xét khen không bà thấy tôi tất cả chúng sinh trong cõi tất cả chúng sinh ngày năm lúc năm chung còn xét khen nhưng bà thấy tôi bà thấy tôi tất cả chúng sinh lúc năm chung nếu mà đã nghiên hiểu một đức Phật nghiên hiểu một Bồ Tát như một công về cái kinh điển đại thừa còn xét khen hàng người đó chịu năm tập vô gián không ta sát hại nhưng nghĩa cho nhỏ hắn lẽ bị đạo vào cho bất đạo đều đang nghĩa thác đều đang hát khỏi cả rất khăn nhận rất là bóp cho mẹ biết con gần ông mẹ có làm đại từ nên có hai bác cha là nguyện ngâm lắng như thế hoặc là ông quyền có làm đại từ nên có hai bác cha là nguyện ngâm lắng hãy cho mình xem thử có hỏi chúng sinh như thế. Vậy chúng là sao? Như có người nam, như có người nam tử cái nữ nhân nào lớp đồng chung, âm chán là qua lẽ là ngồi trên đó. Giờ nên để làm cho họ để nên làm cho giáo hát với mấy đại vui. Cứ mấy vương bạch của Đức Phật xin hết với Thế Tôn chớ lo. Giờ này có con luôn ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh khi tử mình cho điều đạo đề đã rất lớn à, mỗi sinh nhân sinh khi tử làm cho đời đàn ăn vui chỉ cho mong lúc những sinh nhân sinh khi tử hay là có con đã nói nên đó hãy có hai xin hay là có con đã nói trên đó là cái điều đặn điều giải thoát cả hắn được lợi ích lớn. Bây giờ Đức Phật bảo ngài đi chân Bồ Tát vị chúa mạng vị đại vương đó ta thường chiếu lên cho mình này là vị đại vương ông một chúng sanh trong bất sanh khi tử đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vị là thần vi phát hiện thân là vị chư Phật không phá quỷ có 170 kiếp sau năm đó sẽ là Phật hay là vô tướng Như Lai cái đó tên là có nước tên thành chủ thằng mà các Phật đó đã xuất không phải tính được. Ngài Đại Bồ Tát vì đại sự của vị đại vương nó không phải như vậy như thế hàng trời còn hàng trời gồng cũng được vị đó đâu hát với số cái cũng với số không phải hàng lộn. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.